Kênh tri thức cuộc sống xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ kể với các bạn cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện này nó là xảy ra đến, nó là một kỷ niệm mà nó xảy ra đến với một người anh trong công ty của mình, trong công ty cũ của mình, công ty là tại bên Nhật nhé, Việt Nam bên Nhật, của mấy năm về trước rồi. Thì cái vụ việc đấy mình cũng có trực tiếp tham gia cùng anh ấy để giải quyết một cái rắc rối. Đấy. Cái rắc rối qua câu chuyện này thì mình cũng trước với các bạn ấy, là khi các bạn sang Nhật ấy, thì dù ít hay nhiều, dù hiền lành hay là phá, dù là một người hiền lành hay là một tính cách là nghịch ngợm hoặc là gì đấy ấy, thì đôi khi chúng ta có thể gặp phải cái trường hợp rắc rối giữa mình và các bác chủ người Nhật nhé. Đấy, thì hôm nay mình sẽ kể lại câu chuyện đấy. Cái câu chuyện thứ nhất như này, thì cái người anh của mình trong công ty đấy ấy, là anh đấy thì sinh năm 82, sinh năm 82, thì hôm đấy ấy, tức là nói chung là công ty làm về việc nặng, mà sản lượng đợt đấy, cái tháng đấy là tháng về yêu cầu về tăng sản lượng do công ty rất là nhiều đơn hàng. Đợt đấy mọi người làm thêm rất là thích các bạn nhá, đợt đấy làm thêm thứ bảy nhật full luôn, làm sướng lắm. Đấy thì tăng hàng thì cái hôm đấy thì mấy cả khi mà tăng sản lượng thế đấy thì các bác, nói chung là mình gọi các bác trưởng phòng nhá, đấy các bác trưởng phòng, các bác cũng muốn là mọi người làm tăng sản lượng lên, làm tăng sản lượng tức là không những đạt rồi ấy, mà vẫn còn, tức là thông thường ấy, thì tầm 90% là được đạt rồi đúng không? Và những bác muốn là mọi người cố gắng thêm 5% nữa, tức là bằng cách là thao tác nhanh hơn này, đi nhanh hơn này, hoặc là làm việc nó uyển chuyển hơn này, đấy thêm 5% nữa để sau đó có thể đạt cái đối ứng được cái kỳ hạn của khách hàng, bởi vì làm thêm full tuần, full tháng rồi đúng không? Mà vẫn không thể đạt được nữa thì mà vẫn chưa, tức là công ty vẫn cần thêm ấy, thì muốn mọi người cố gắng hơn. Bởi vì các bởi bác ấy thấy là nhìn trên soi, nhìn trên camera ấy, soi trên máy thấy vẫn là mọi người vẫn tức là cái thời gian vẫn có cái thời gian lãng phí ấy. Đấy, bác muốn mọi người cố gắng hơn. Thì đợt đấy từ một số anh em cũng mệt, nói chung là một số anh em mệt, và cũng có một vài anh em đã chấp nhận chọn dừng cuộc chơi. Bởi vì cái con hàng nó nặng, nó không phải nặng tầm 40-50 cân như các bạn nghĩ đâu nhá, mà nó tầm có chục cân thôi, nhưng mà mình cứ nó phải mình chuyển từ máy nọ qua máy kia ấy, đấy về chuyển qua 5-6 máy liền, mà nó là máy CNC để con hàng nó khi mà nó chưa tôi ấy, thì nó mới gia công ấy, cắt gọi là cắt thô luyện phay ấy, thì nó, mình phải nhẹ nhàng đúng không, phải cầm, mình phải cầm mình lưng lên máy, rồi khi mình gá vào máy thì cái thành máy nó cao đấy, dướn lên thì nó đau người đau vai đấy, nên là một số người họ đã chọn từ bỏ cuộc chơi đấy. Thì mình lại tiếp tục quay lại cái câu chuyện của cái anh này. Thì anh ấy cũng nói chung là cũng chạy được hơn 90% rồi, nhưng mà cho mình thế là cũng ok rồi, nhìn vào nói chung là ok rồi đấy. Thế là hôm đấy thì anh đấy có một cái hôm anh ấy dừng máy, tức cái hôm đấy anh ấy dừng mất tầm 30 phút đấy, vì máy nó bị sự cố, tức là nó bị kiểu kẹt cửa ấy, nó bị kẹt cửa. Thì anh ấy có gọi mấy cái anh sửa máy ở trong xưởng, nhưng mấy anh sửa máy thì anh ấy tóm lại anh đi đâu ấy. Đấy, nó khó như thế. Bây giờ mà tức là anh đi đâu ấy, không tìm được thấy. Đấy, thì anh ấy mới ghi vào trong cái báo cáo giám đốc. Ghi vào trong báo cáo giám đốc là máy gặp sự cố. Thế là đến lúc báo cáo cho anh trưởng phòng ấy, báo cáo cho ca trồ ấy, trưởng phòng. Đấy, thì là máy gặp sự cố nên là thời gian này là không có sản lượng. Là máy phải dừng. Thế là buổi sáng, thế làm đêm rồi, làm đêm là hết 11 tiếng đêm rồi, đến lúc gọi là lúc là 7 giờ sáng thì lên trên văn phòng nộp báo cáo cho trưởng phòng người Nhật. Thì cái bác trưởng phòng người Nhật này, bác ấy mới bảo thế tại sao mà lại sản lượng lại bị thấp như này, thấp hơn mọi ngày như này. Đấy, hãy giải thích cho tôi là cái gì nhỉ, tại sao mà lại có cái 30 phút dừng máy như này. Đó, thế thì anh này thì tiếng Nhật anh ấy cũng thực sự là cũng không tốt lắm. Đấy, thế là bác ấy mới nói chung bác nói một hồi thì anh cũng chỉ lắng nghe thôi, bác ấy xong là cũng chỉ gọi là vâng tôi sẽ cố gắng ấy, đấy nói thế vâng tôi sẽ cố gắng. Thế là anh này thì sau khi nói xong rồi thì bác ấy không nói nữa, bác ấy mới quay đấy cái điểm mâu thuẫn là nó bắt đầu từ đây này. Đấy, bác ấy không nói nữa, bác ấy mới quay trở vào. Đấy, bác ấy quay trở vào, bác ấy nghe điện thoại. Đấy, thì đấy vấn đề mâu thuẫn đây. Thế là anh này anh ấy mới lại tưởng rằng là bác ấy nói mình xong rồi, thế là anh ấy mới đi về, bác ấy quay vào phòng trong để nghe điện thoại nhá. Nó lại khổ lỗi là hai cái phòng nó có cái vách ngăn,
đấy, chứ không phải là cùng một phòng, một vách ngăn nên là anh quay vào phòng trong để nghe điện thoại. Thì anh này anh nghĩ vì là anh này anh tưởng là bác ấy đã đi vào trong rồi, thôi rồi thì anh ấy đi về, anh ấy đi về. Thì anh ấy vừa đi ra cửa thì bác ấy mới lại ngó đầu ra, bác ấy vẫy tay gọi lại thì anh ấy lại nghe không, gọi lại thì anh ấy nghe lại không rõ lắm. Đấy, anh ấy nghe thì gọi tiếng Việt, thì người Nhật gọi tiếng Việt không, nên thành ra nghe không rõ. Thì anh ấy mới ngoảnh đầu lại, hơi ngoảnh lại thôi, chứ anh lại sau đó anh lại quay đi luôn, sau đó quay ra khỏi cửa luôn. Thì anh nghĩ thấy không, quay lại không ai gọi mình không. Bấy lúc anh ngoảnh đầu lại thì bác ấy lại chúi đầu vào điện thoại rồi. Đấy, nên thành ra là anh ngoảnh đầu lại không có ai đang hướng mắt về mình. Đó, đấy, điểm mâu thuẫn nó bắt đầu từ đây. Thế là coi như là ngay ngày hôm sau là lúc sau là bác trưởng phòng bác ra, bác nói chuyện với, nói cả văn phòng luôn. Bác rất là bực tức, bởi vì là đấy, cái anh này là không coi trọng bác ấy, không tôn trọng bác ấy. Tức là bác gọi lại mà không quay lại, mà không quay lại thì bác ấy nói lỗi. Rồi thấy bị bắn là thái độ bỏ về. Đấy, thế là bị quy cho cái tội như thế. Thế là thành ra, nhưng bác không trực tiếp mắng anh ấy mà bác ấy nói như thế. Thì một cái người nhân viên trong văn phòng khác xuống cái xưởng, đấy, nói chuyện với anh ấy. Đấy là ngày hôm qua đấy, là mày đã như thế, làm cho bác ấy rất là bực tức. Đấy, thế là, thế thì anh đấy mới cũng quan trọng mình, bảo mình là, đấy thì bây giờ anh, bây giờ em biết mấy câu tiếng Nhật thì em giúp anh nói ra, chứ anh không có ý như thế đâu. Anh chẳng qua là đấy tình huống, anh kể hết với mình mọi chuyện như thế, đấy, tình huống như vậy đấy, thì em giải quyết giúp anh. Thì lúc ấy mình cũng bảo thật anh để em suy nghĩ đã, chứ bây giờ một cái, bây giờ để giải trình được ra một cái này thì cũng thực sự là tiếng Nhật thì em là tiếng Nhật chuyên ngành thôi, thế để giải trình ra cái này cũng khó anh ạ. Đấy, thế thì mình sau khi một hồi mình suy nghĩ thì mình mới bảo anh ý, bây giờ giải nhá, ngay sáng ngày mai là anh lên trên phòng, hai anh em mình lên, hai anh em mình, bác ý là bác hay đến sớm, hai anh em mình đến sớm hơn nửa tiếng, thì là lên trên văn phòng, thế là nói chuyện với bác ý, thì em sẽ cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể. Đấy, thì mình mới bảo anh ý là bây giờ là đấy, mình cũng kể thật ra vài cái điểm mấu chốt như thế, là đây chỉ là cái sự hiểu lầm thôi, chứ anh ý là không hề có ý như thế. Anh ý làm là bây giờ là lúc ấy là mệt rồi, để em giải thích dườm già với người Nhật ấy thì họ không hiểu. Đấy, mình nói thật luôn đấy, giải thích dườm già không hiểu mình phải nói đấy nha. Nên là cái trình độ của mình lúc đấy nó cũng chỉ được vậy thôi. Nên mình nói anh, mình mới giải thích với cả cái bác Nhật kia là mình bảo là đấy là do là do cái anh là anh ý mệt rồi, lúc anh ý mệt rồi nên anh ý nghe không rõ. Đấy, chứ anh không hề có cái thái độ xấu gì cả, anh ý cứ rất là cố gắng làm việc, không hề có thái độ xấu. Bây giờ khi lúc anh ý ngoảnh lại ấy, thì anh ý không, tức là anh ý không nhìn, không thấy ai đang nhìn anh ý, anh ý không nghe rõ. Đấy, thế là thôi. Thì sau khi giải quyết xong cái vụ xịt căng đan đấy cho anh ý ấy, thì bác Nhật bác cũng hiểu ra và cũng không, bác không ghét bỏ gì cả. Đấy, bác nói chung là bác hiểu rồi, bác bảo thế thì lần sau cố gắng hơn. Đấy, lần sau cố gắng hơn đấy, thế thôi. Thì mình giải thích được cái gì, tôi nghĩ là làm sao mà nên qua câu chuyện này ấy, mình muốn nói với các bạn hai điều. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là khi mà chúng ta gặp cái vụ mà bê bối xịt căng đan, cái vụ hiểu lầm như thế đấy, thì để mà chúng ta, nếu mà chúng ta tìm được phiên dịch giải thích cho mình ấy, thì nó rất tuyệt vời rồi. Nhưng mà có những trường hợp mà như mình đã được gặp đấy, đấy thì tiếng tăm của hai anh em đều kém, thì mình phải làm sao mà giải thích một cách mà nó ngắn gọn nhất, ngắn gọn, xúc tích, cô đọng, dễ hiểu, không dườm già. Đấy, dườm già là họ không hiểu, họ không hiểu lại thiên minh thôi. Đấy thì cách mình chọn là gì, là mình chọn, mình nói một câu là giải ý mệt rồi, anh ý nghe không rõ, chứ anh ý lúc nào cũng tích cực chăm chỉ làm việc, thái độ tốt, chứ không có, và đây chỉ là sự hiểu lầm thôi, mong rằng là bác ấy sẽ hiểu được cái suy nghĩ của anh ý. Đấy, anh, thế là nói, mình nói ngắn gọn thế thôi. Thế là bác ấy thì khả năng là đúng, bác ấy đoán trong đầu theo mình phân tích nhá, tức là bác ấy sẽ nghĩ rằng đấy thì đúng, chắc là mệt rồi, không nghe rõ, chứ nghe rõ là nó cũng không có cái thái độ như thế đâu. Đấy không phải là thái độ, đây chỉ sự hiểu lầm đấy. Bác ấy hiểu ra thôi, thế làm việc mọi người vui vẻ. Đấy, lại thỉnh thoảng bác hay xuống xưởng hỏi han mọi người, động viên mọi người là cố gắng lên. Rồi thỉnh thoảng thì bác ấy cũng mua kem, hè nóng lại bác ấy mua kem vứt trong tủ lạnh công ty ấy, cho mọi người. Nói chung là đấy là công việc, thì từ đấy là mọi người cũng nói chung là hiểu nhau hơn thì làm việc cũng tích cực hơn, và làm việc mà nó vui vẻ, nó cũng bớt mệt hơn. Đó là một cái câu chuyện thứ nhất mình kể với các bạn như vậy nhá. Thì khi các bạn mà gặp các trường hợp như vậy, các bạn nên dũng cảm nhá, nên xử lý nhanh nhá, xử lý nhanh, đừng để lâu. Hôm nay gặp xịt căng đan phát, biết tin phát là ngày mai phải xử lý luôn. Đấy, xử lý luôn, không
mình mà không xử lý được là phải nhờ người khác giúp đỡ mình luôn. Đấy, nếu mà tiếng Nhật thì kém, giúp đỡ luôn chứ không để lâu, để lâu rồi nó cứ thành ra nó thành cái mâu thuẫn âm ỉ, thế là sau này mình làm việc rất là khó. Đấy, thì chúc các bạn thăng Nhật thuận buồm xuôi gió, này làm việc thuận buồm xuôi gió nhá. Thì xác cái video này cũng dài rồi, video tiếp theo mình sẽ kể cho các bạn cái câu chuyện cũng là xử lý tình huống như thế này nhá, mà mình đã từng gặp phải. Lần sau là liên quan đến vấn đề là một bác Nhật bác mắng một anh khác. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video thứ hai nhá.